Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao, sáng ngày 29 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi qua các tỉnh phía Nam nhằm tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tại vùng chăn nuôi trọng điểm của cả nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 25 tháng 11, Trung Quốc đã phát hiện trên 81 ổ dịch tại 20 tỉnh. Trong đó, điểm bùng phát dịch gần nhất chỉ cách Việt Nam 120 km. Dịch bệnh lây lan rất nhanh tại Trung Quốc nên nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất lớn. Từ tháng 8 cho đến nay, các địa phương trong nước đã bắt 63 vụ tiêu hủy 324 con lợn, gần 17.000 ký thịt lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vận chuyển trái phép vào nước ta. Các cơ quan chức năng và chuyên gia lợn trong cũng như ngoài nước khuyến cáo, Việt Nam nói chung và vùng chăn nuôi trọng điểm phía Nam cần cấp bách đưa ra các giải pháp phòng chống như tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, tuân thủ các quy định về quản lý vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn. Để chủ động ứng phó với dịch tả lợn ngày 5 tháng 12 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tổ chức diễn tập phòng chống dịch tại tỉnh Lào Cai.